Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Thìn 2024, sáng nay 9 tháng 2 nhằm ngày 30 Tết, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Biên Hòa, quân khu 7 đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, Hồ Thanh Sơn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Thái Bảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, võ Tấn Đức, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Biên Hòa và quân khu 7. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các đại biểu đã thành kính dân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã làm lễ dân hương, dân hoa tại Văn Miếu Trấn Biên và di tích đền thờ Thượng Đảng Thần Nguyễn Hữu Cảnh. Trước thềm năm mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Biên Hòa, quân khu 7 đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc danh nhân văn hóa của dân tộc và của vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Thượng đáng thần Nguyễn Hữu Cảnh, khẳng định lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mãi mãi ghi nhớ công ơn mở cõi của lễ Thanh hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhân dịp này, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành tượng lễ Thanh hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Theo đó, tượng đài được đúc mới bằng đồng với chiều cao 7,5m, kể cả phần bệ, nhằm cân xứng với không gian chung của di tích. Đây là hạng mục nằm trong khuôn khổ dự án mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.